đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 34, mặt B. Chuyện đó là sai, quá sai rồi. Bởi vì ở đời cái tình cảm người ta nó còn lưu luyến, còn mình cắt đứt thì nó không còn lưu luyến ai. Nhiều khi do cái chỗ đó mà mình làm khổ, và đâu biết chừng gì cái sự lợi dụng mà để cho mình có cái sự cung cấp cúng dường ở gia đình đó, mà cung cấp cúng dường cho mình trên bước đường tu học, thì tức là mình còn chạy theo dục lạc mất rồi. Thì như vậy là nhận làm cha nuôi hay là em nuôi hay chị nuôi, thì cái điều đó là cái điều là không đúng của cái người tu rồi. Mời Pháp Sa Di vào chợ, phải cúi đầu đi thẳng đến nơi và đi thẳng về, không được cùng người nữ, trước sau đi theo nhau, không được ngó qua ngó lại, không được cố nhìn người nữ, không được đến chỗ náo nhiệt, mua đồ không được tranh giành cắt rẻ, không được ngồi ở trong cửa hàng của người nữ, nếu bị người giành phải khéo lánh đi, đừng theo trả giá. Nếu đã mua vật ở chỗ A đắt, chỗ B tuy rẻ, cũng không được bỏ chỗ A mà mua chỗ B, làm cho chỗ A sanh giận hờn. Thật sự ra thì ở đây cái chỗ này, cái oai nghi chỗ này, thật sự ra thì trong cái kinh giới bổn thì cho phép Sa Di đi mua đi sắm cái này kia là vì cất giữ tiền bạc. Còn trong giới luật của Phật thì đâu có cái chuyện này mà làm sao đi mua. Mà cho nên nó nhiều cái nó không sai. Vì vậy mà cái oai nghi của nó là coi như là cái oai nghi của một vị mà đã chấp tiền bạc để đi mua. Cho nên cái oai nghi này nói như vậy là chúng ta thấy rằng cái vị tu sĩ mà đi ra chợ rồi phải mua, phải giữ gìn như thế này thế khác. Nhưng mà đã đi mua như vậy đã là sai cái giới luật rồi, thì nó không có đúng tánh cách của một vị tu sĩ mà đi khất thực xin ăn. 11. Pháp Sa Di vào chùa ni, phải có đồng bạn vào chùa ni, nghĩa là đi phải có hai ba người, chứ không phải đi một mình vào chùa ni được. Vào chùa trước lễ Phật, nếu không có chỗ dành riêng cho khách thì không được ngồi, không được thuyết pháp, không hợp thời. Nếu từ chùa ni trở về không được nói sự đẹp xấu của chùa ni, không được thư từ qua lại với ni, không được nhờ mai giá và giặt giũ quần áo. Có nghĩa là khi mà vào chùa ni thì phải đi hai ba người, mà cũng không có được mà đến đó mà mình tự mình thuyết pháp thế này thế khác, nó không hợp. Khi nào mà có người ta mời thỉnh bên ni, họ mời thỉnh mình thuyết pháp thì mình thượng tòa mình mới thuyết pháp, chứ còn không đụng đâu mình nói đó thì cái chuyện đó là cái sai, coi như là mình khoe khoang cái này kia thì không đúng. Nhất là cái giới nữ. Và khi về rồi thì chùa người ta trang trí, người ta làm gì làm, mình cũng không nói mà đẹp xấu, khen người ta đẹp xấu này kia, do đó mình coi bình thường thôi. Đó là cái oai nghi của Sa Di thứ 11. Bây giờ đến cái phần mà Sa Di oai nghi của Sa Di ni. 11 cái pháp mà Sa Di nam á, thì chúng ta đã vừa học xong. Bây giờ đó về cái phần của Sa Di ni. Một, pháp Sa Di ni đi ra ngoài, đi ra ngoài không được đi một mình, phải cùng đi với đại ni, hoặc hai ba ni cùng đi. Nghĩa là cái Sa Di ni không có được đi một mình, mà phải đi có nhiều người, hoặc là đi với một người đại ni, tức là một người ni lớn tuổi già đó, để bảo vệ cho. Nếu không có ni, phải cùng với thân tín U Bà Tát Di đồng đi. Nếu mà không có ni đi thì phải có người cư sĩ nữ đi với mình. Phải nhìn thẳng trước sáu thước tầm á, sáu thước tầm của mình á thì chỉ có 2 mét mà thôi. Nghĩa là mình đi mình nhìn đó, cách từ chỗ mình đi đến chỗ mình nhìn đó, nhìn xuống như vậy là 2 thước. Không được đi cùng với nam hoặc theo nhau đi chung đường. Đó là cách thức ở bên Sa Di ni. Hai là pháp Sa Di ni ngủ, không được nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng bên trái, phải nằm kiết tường, nghiêng bên phải, không được để lộ vai ở trần, không được đặt tay ở chỗ kín. Đó là cái pháp của Sa Di ni. Ba, pháp Sa Di ni vào nhà cư sĩ, không được vào phòng của phụ nữ nói cười, không được ngồi ăn dưới bếp, không được cùng người giúp việc nói chuyện riêng, không được đi một mình đến cầu xí, không được cùng người đồng lên cầu xí, không được lên chỗ cầu xí của người nam,
không được lấy ai đồ vật cho người nam, phải để ở trên đất hoặc chỗ thích đáng, để người đó tự lấy, không được đùa giỡn với trẻ con. Nghĩa là hầu hết là bên ni hay thích nít lắm, cho nên ở đây ở trong cái quan nghi này cũng cấm cái người ni không có được mà ẩm ha bồng hay giỡn đùa hay cười cợt với trẻ con. 4. Pháp Sa Di Ni vào nhà tắm không được lõa lồ tắm chung với U Bà Di, tức là nữ cư sĩ đó, không được bàn luận về việc tắm rửa, không được cùng U Bà Di kỳ cọ lẫn nhau, không được tắm chung với trẻ con, không được dùng nước rửa của người khác để rửa, không được tự mình nhìn chỗ kính của thân mình. 5. Pháp Sa Di Ni vào chùa Tăng phải theo đại ni hoặc hai ba người cùng đi, nghĩa là vào chùa Tăng Sa Di Ni mà vào chùa Tăng thì phải đi nhiều người. Vào chùa trước phải bạch tri sự Tăng, không được cùng tỳ kheo ngồi chung trong một nhà, không được cùng tỳ kheo ngồi chung trong một tòa, không được cùng tỳ kheo cười đùa, không được nằm ngồi trên mền nệm của Sa Di Nam, không được cùng tỳ kheo ăn chung bát, không được mặc lầm y của tỳ kheo. Trên đây tóm lược quay nghi của Sa Di và Sa Di Ni, thật ra cũng là thoát yếu quay nghi của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Sa Di Ni cũng phải đồng học những phần chung của Sa Di và quay nghi của Sa Di. Ngài Lục Trai cư sĩ cũng nên học trì quay nghi Sa Di, đây là điều cần phải biết. Tăng ni ngày nay trừ sự phục sức khác người tục ra, có thể không phạm dâm dục và không ăn thịt uống rượu đã kể là khá rồi, đến hạnh chân thật tỳ kheo không làm sao thấy. Giới hạn sinh hoạt của nam nữ tăng và tục gần như không còn. Các cô ni nhận người giàu sang thế tục làm cha mẹ nuôi, lấy đó làm dinh phục dịch cho người thế tục có tiền, cho đó là hạnh, cho đến ẵm bé con đùa giỡn đã làm việc thường thấy. Phẩm cách của tăng ni như vậy đâu có hy vọng là trụ trì Phật pháp và chấn hưng Phật giáo, nhưng băng đóng ba thước chẳng phải do cái lạnh của một ngày, đâu chỉ cách tăng ni ngày nay. Đây cũng là thói tệ đã tích tập trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nghĩa là hiện giờ thấy tăng ni mà phạm giới luật, có những cái oai nghi nó không đúng đắn như vậy thì nó không phải là mới bây giờ, mà đã nhiều đời nhiều kiếp nó đã quen đi rồi, bây giờ rất là khó sửa. Cho nên ở đây cái vị thánh nghiêm này viết cái cuốn luật này, vị nói băng mà đóng dày ba thước thì đâu phải là trong một ngày mà nó đóng được. Mình muốn mà cho nó thực hiện những cái quay nghi này thì đâu phải một ngày mà làm xong được, nhưng mà cứ để như thế này thì thầy nghĩ rằng bây giờ có muôn kiếp đi nữa thì cái nó cũng không có thành được nữa. Phải bắt đầu ngay từ khi người ta bước chân vào đạo thì cái gì ra nghiêm túc cái nấy, người nào được thì được mà người nào không được thì thôi, chứ đừng có tập dần dần để rồi nó lần lượt ngày nó thêm lạnh một chút lạnh chút đó, nó mới đóng được dài ba thước thì cái chuyện đó khó quá. Cho nên từ bao nhiêu thế kỷ nay mà giới luật bị sai phạm rồi thì từ người trước cho đến người sau đều là tiếp nhau mà sai phạm, chứ đâu thấy chúng ta có thấy sửa được đâu. Mà không thấy sửa được thì Phật giáo làm sao còn, và cái con đường tu làm sao có giải thoát được, vì giới luật nó giúp cho chúng ta ly dục ly ác pháp, chứ còn nếu không thì không thể nào mà ly dục ly ác pháp được. Đây là hết cái phần oai nghi, do đó thì chúng ta chỉ có một cái phần nhỏ như vậy, chứ còn sự thật ra mà nói về oai nghi của một vị tu sĩ, của một vị tỳ kheo ni cũng như là sa di ni thì phải viết rất nhiều để chúng ta có một cái phương pháp phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình nó không bị dính mắc trong sáu trần, làm cho tâm chúng ta được ly dục ly ác pháp, làm cho tâm chúng ta được giải thoát, nó mới chính là giới luật của Phật, chứ không phải là những cái oai nghi ở trong cái vừa đọc rồi nó chưa có đủ chút nào hết, mà nhiều khi nó nêu lên những cái sai phạm ở trong đó rất lớn nữa, chứ chưa hẳn đã đúng ở trong cái giới trong các bộ kinh của Phật. Bây giờ về cái phần mà thầy giảng tiếp để chúng ta hiểu thêm về cái phần mà thức Swamani. Thức Swamani là gì? Thức Swamani không phải là nữ cư sĩ ở tại chùa công quả
Nghĩa là Sa-ma-ni không phải là cái người cư sĩ tịnh nhân á, ở tại chùa công quả làm cái này cái kia, mà Thích Sa-ma-ni là một Sa-di-ni sắp sửa sạn thọ cụ túc, nghĩa là thọ tỳ kheo ni á, nghĩa là cái bước của họ là bước sắp sửa đến thọ cụ túc. Ở đây phải hiểu cư sĩ chia làm bốn thứ, nghĩa là cái giới cư sĩ, bởi vì nhắc đến ở đây Thức Sa-ma-ni thì có người làm tưởng rằng đó là cái tịnh nhân tịnh nữ ở tại chùa làm công quả. Vì vậy cho nên ở đây thầy cũng nhắc cho biết rằng ở trong chùa mà cái giới cư sĩ thì chúng ta có chia làm bốn cái thứ là mà ở tại gia đó thì gọi là cận sự nam, cận sự nữ, nghĩa là họ còn ở nhà của họ mà họ là cư sĩ, họ hay đến chùa cúng dường ha, hoặc là lâu lâu họ đến họ phụ ở trong chùa thế này thế kia đó, thì những người cư sĩ nam cư sĩ nữ đó đó là gọi là cận sự nam cận sự nữ. Mà nam nữ cư sĩ mà ở tại trụ tại luôn ở trong chùa đó, luôn luôn làm công quả bằng cách này kia, coi như mình tập sự để cho mình sau này đã mình thọ sa di á, thì cái những nam nữ như vậy đó gọi là cận trụ nam cận trụ nữ. Quý thầy phân biệt được cho rõ, cái người cư sĩ mà còn ở gia đình của mình á thì gọi là cận sự nam cận sự nữ, mà cái người mà ở trong chùa mà tập sự gọi là tịnh nhân đó thì gọi là cận trụ nam cận trụ nữ. Vì thể tính của nữ để tóc tu hành tại chùa thì gọi là cận trụ nữ. Họ chỉ là một trong bốn chúng cư sĩ để trao dồi tu tập để cho chuyển qua cái lộ trình thứ hai xuất gia mà thôi. Nghĩa là cái người mà cận trụ nam cận trụ nữ này họ luôn ở trong chùa, coi đương nhiên là họ xuất gia rồi, nhưng mà vì họ tóc tai họ còn, họ chưa có cạo, họ chưa có mặc y áo như quý thầy như sa di, họ chỉ còn mặc đồ đời, nhưng mà họ tập sự để họ trao dồi thân tâm của họ, để họ thấy được thì họ mới xin xuất gia, còn họ thấy chưa được thì họ chưa có xin xuất gia. Ở tự viện không cạo tóc, không đổi trang phục, họ vẫn mặc đồ cư sĩ đó, mà sống và hành động giới luật và giáo pháp của Phật họ rất là nghiêm túc, đáng được kính phục và đáng được noi theo. Cái hạng cư sĩ mà cận trụ nam với cận trụ nữ á, họ giữ gìn giới luật nghiêm túc hơn là các vị tỳ kheo chúng ta nữa. Họ giữ gìn giới luật rất là nghiêm túc. Họ ví dụ như họ ở vậy, họ vô vậy, mặc dù là họ là cư sĩ, họ có quyền họ cất giữ tiền bạc, nhưng mà họ tập sự họ không cất giữ tiền bạc. Họ chỉ làm công quả rồi trong chùa coi như cho họ ăn là họ ăn, chứ họ không cất giữ tiền bạc. Thì đó là những người mà cận trụ nam cận trụ nữ, đó là một cái gương mà chúng ta rất là đáng kính phục. Bởi vì hầu hết là các thầy tỳ kheo ni vẫn cất giữ tiền bạc, vẫn ăn phi thời, còn họ không ăn phi thời. Cũng như bây giờ chúng ta nhìn thấy như các thầy về đây hầu hết là cận trụ nam đó, rồi quý cô ở trước là cận trụ nữ đó, chứ chưa phải là tu sĩ đâu, chưa có xuất gia mà chưa có đi qua cái lộ trình này, nhưng mà ăn một ngày bữa nè, không cất giữ tiền bạc nè, rồi sống không xem ca hát nè, cái quyền của các cư sĩ vẫn có cái quyền xem hát xem ca, thế mà vẫn sống đúng cái những cái giới hạn của một cái người tu sĩ, thì cái này là đáng phục chứ sao. Rất là đáng phục những cái gương hạnh của các cư sĩ mà các con về đây tu tập, đó là những cái đáng mà chúng ta đáng noi gương mà đáng phục nữa. Còn bây giờ hiện giờ chúng ta nhìn quý thầy có bằng các cận trụ nam cận trụ nữ này không? Đâu có bằng, bởi vì họ ăn phi thời nè, họ cất giữ tiền bạc nè, họ lái xe họ chạy hào ào nè, thì họ đâu có bằng những cận trụ nam cận trụ nữ này. Những người mà này người ta tập sự mà người ta giữ gìn giới luật nghiêm túc như vậy á, thì người ta có cái giá trị rất lớn, và đồng thời người ta thực hiện trên con đường tu tập á, thì người ta có người á, thì giống như bây giờ chúng ta nhìn Minh Tông nè, có phải là một vị tu sĩ đâu, cũng vẫn còn tóc tai, cũng vẫn còn ăn mặc như ở quần áo như cái y phục như ngoài đời, thế mà bây giờ người ta đã tịnh chỉ được cái hơi thở, người ta tu tập được những cái mà có thể là cái vị tu sĩ chúng ta không làm được, chưa làm được. Đó. Bắt đầu bây giờ người ta tu tập đến người ta tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ người ta, còn bây giờ tu sĩ chúng ta nằm xuống là ngái pho pho rồi, từ ông lớn đến ông nhỏ, làm sao sánh với một cái người mà cận trụ nam vậy nổi. Đó, thì như vậy chúng ta phải thấy là đáng kính phục những cái người đó, rất là đáng kính phục. Cho nên nhìn thấy nó ở ngoài cái chiếc áo, cái đầu của cái người mà cái chỗ mà tu tập, cái người mà cận trụ nam cận trụ nữ, chúng ta thấy thiệt hơn chúng ta nhiều. Khi Đức Phật chấp nhận cho nữ giới xuất gia, hoài chế ra bát kỉnh pháp, nhờ pháp này mà giáo đoàn tỳ ni ra đời. Như nữ xuất gia
chỉ y cứ vào bát tỉnh pháp mà thành tỳ kheo ni, không trải qua không trải qua sa di ni và cũng không có thức xoa ma ni. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật, khi mà ông A Nan xin Đức Phật mà chấp nhận cho ni rồi thì Đức Phật chế ra bát tỉnh pháp. Từ đó ở bên ni nó người ta lấy bát tỉnh pháp đó, người ta làm cái chỗ mà người ta quy hướng, người ta đi vào trong cái tỳ kheo ni, chứ người ta không có trải qua sa di ni hoặc là thức xa, người ta không trải qua những cái cấp bậc đó, mà ngay đó là người ta tỳ kheo ni liền tức lấy tỉnh pháp chứ không phải lấy Đức Phật. Cho nên Đức Phật không có quy y cho bên ni, mà chính cái bát tỉnh pháp đó đã quy y đã cho cái giới nữ xuất gia là bát tỉnh pháp. Trong giới bổn, người ta xưa có nêu lên những câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo ni độ một người mới xuất gia, không biết có mang thai. Sau khi xuất gia thọ tỳ kheo rồi thì bụng to ra và sanh em bé, khiến cho người đời người ta phỉ báng rằng tỳ kheo ni phạm giới dâm. Do đó Đức Phật mới mới chế ra cái giai đoạn thức xoa ma ni. Thiệt ra thì những cái này là theo thầy nghĩ là kinh giới nó đặt ra. Chứ khi mà người ta mà muốn đi tu rồi, không lẽ nào người ta mang thai mà người ta vô chùa người ta xin làm tỳ kheo ni? Không có được, thầy nó không có được đâu. Bởi vì ít ra người ta muốn vào để mà thành một vị tu sĩ tỳ kheo ni như vậy á, thì ít ra người ta muốn như vậy mà người ta biết người ta mang thai thì ai mà vô đó mà xin mà đi làm tỳ kheo ni như vậy mà trong khi mang thai. Cho nên ở đây cũng là một cái bịa đặt cái câu chuyện này ra để gài vô cái chỗ mà Đức Phật mới chế ra thức xoa ma ni, mà bắt cho bên ni nó có một giai đoạn nữa, chứ không được từ sa di mà lên cấp bậc là tỳ kheo ni liền, mà làm cho họ chậm trễ ra một chút nữa, để cho họ không có được đi vào cái tỳ kheo ni mau hơn, mà bắt buộc họ như vậy bằng cách là đặt cái điều như vậy. Chứ thật sự thật ra thầy thấy nếu một người nữ mà có mang thai thì ai dám vô chùa mà xin đi tu bao giờ? Chờ cho mình sanh nở rồi xong rồi giao con cho ai nuôi rồi mới vô chùa tu chứ. Cái đó là một cái bịa mà mình thiệt ra mình thấy nó vô lý, hết sức vô lý. Không lẽ vô đó rồi sanh con rồi ẵm con nuôi, một vị tỳ kheo ni mà giờ ẵm con nuôi rồi làm sao đây? Đó là những cái nó khó khăn, hơn nữa đi xin bữa đói bữa no rồi làm sao mà nuôi con được. Nó là những cái khó. Ở đây nó vẽ ra câu chuyện, chúng ta thấy một vị tỳ kheo ni mà như vậy, bây giờ thọ tỳ kheo rồi, đã là thành tỳ kheo rồi mà giờ sinh đứa con ra, rồi bây giờ ẵm, rồi bây giờ bao nhiêu ni nó xuống nuôi đứa nhỏ đó, rồi bắt đầu đây rồi bao nhiêu cô này cứ nựng nịu đứa nhỏ này còn cái thứ gì tu hành. Bởi vì bên ni nó thấy nít nó khoái lắm, cái bản chất của nó như vậy mà bà này sinh con rồi thì coi như là đứa nào cũng giành hết, bởi vì nó đâu có con cho nên nó giành. Vì vậy mà từ đó nó sai phạm hết, không có đúng cái cách thức của một vị tu sĩ nữ. Thức xa ma ni chỉ hơn sa di ni ở chỗ luật pháp, nghĩa là sa di ni với sa di thì nó chỉ có thập giới mà thôi, mà bây giờ thức xa thì nó thêm cho cái luật pháp nữa để cho nó hơn sa di ni một chút thôi, nó hơn sa di ni một chút thôi. Nhưng mà sự thật ra nó cũng lấy từ ở trong cái ngũ giới, nó ở trong cái thập giới của sa di mà nó vẽ ra cho thêm như vậy thôi chứ đâu có gì khác hơn. Và đồng thời nó vẽ dời ra một cái, thí dụ như ở trong kia, thí dụ luật pháp này, thầy đọc luật pháp để cho thấy này. Một, cùng với người nam không được xúc chạm, thì lẽ đương nhiên là không có tà dâm thì làm sao mà cái ở trong cái giới mà thập giới sa di không có dâm dục, không có dâm dục thì làm sao mà cùng với người nam mà xúc chạm, thì cũng lấy từ cái giới dâm mà nó ghi ra đây thì có gì khác đâu, mà nói là luật pháp nó hơn sa di đâu. Rồi trộm của người từ 4 tiền trở xuống cho đến một cây kim cầm cỏ thì trộm, thì ở trong đó thì trong cái giới sa di nó cũng có trộm cắp rồi, thì đây là cũng đặt thêm thôi. Rồi 3 thì giết mạng súc sanh khiến cho nó chết, thì ở trong cái giới mà sát sanh thì không sát sanh thì ở trong đó nó cũng có ở trong sa di rồi, thì ở đây đặt là 3 cái giới mà vô thì chúng ta đã thấy nó nằm ở trong cái sa di rồi, còn cái gì đâu mà gọi là. Rồi đây 4 tiểu giọng ngữ nói trái lại điều mình thấy hay là mình biết, tức là nó là cái giới mà thứ tư của sa di là giọng ngữ, mà giờ đặt ra tiểu giọng ngữ thì mình nói trái lại là giọng ngữ chứ gì còn tiểu giọng ngữ hay đại giọng ngữ nữa đó. Rồi cái thứ 5 á, thì ăn phi thời, thì ở trong cái giới sa di là không có cho cái chú sa di ăn phi thời, thì ở đây cũng nói là ăn phi thời, có cái gì khác lạ không? Đặt cái gì đâu, thầy thấy đâu có cái mới đâu, thế mà ra được.
Rồi cái điều thứ sáu á, thì uống rượu. Thì thầy thấy ở trong cái ngũ giới á, thì nó đã có cái cấm không có cho uống rượu. Thì nó cũng có cái uống rượu, không uống rượu rồi. Thì như vậy là thập giới sa di nó cũng nằm ở trong này, mà điều dễ giờ ra nó là thức samani nó hơn thì nó hơn sa di và sinini, là nó sáu cái pháp. Mà sáu pháp này thầy thấy nó cũng nằm ở trong cái thập giới sa di, chứ đâu có gì khác hơn hết. Nó đâu có mới mẻ cái chỗ nào đâu. Cho nên mấy cái ông cổ của mình mà viết kinh luật này nó đặt, rồi cái người sao cứ nhắm mắt nghe, chứ còn không có suy, không có so sánh. Mà khi so sánh thì chúng ta mới thấy cái điều của họ đặt ra nó vô lý, rất là vô lý. Thì vậy thì giữ thập giới sa di nó cũng đủ rồi, cần gì phải ngạnh ra sáu cái pháp này nữa. Gọi là luật pháp là gì? Cho nên tất cả những cái này là cái bìa của người sao để làm thêm thắt cái này cái nọ kia cho nó rườm rà, mà để ghép vào cho có cái thức samani này, cho nó có cái giai đoạn của nó, cho nó hơn cái giới luật kia một chút. Nhưng mà giới luật đó nó cũng nằm ở trong thập giới sa di, chứ có gì khác nữa. Thức xa phạm bốn giới trước bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Thì bốn cái giới trước này thì rõ ràng là bốn cái pháp tứ khí rồi, chứ còn gì nữa. Cho nên không trục xuất ra khỏi tăng đoàn thì còn cái gì nữa. Luật pháp trong căn bản thiết nhất thiết hữu bộ bí sô ni tỳ nại gia không giống ở trên. Bây giờ đó nghĩa là cái này là nó cái bộ giới luật nào đó nó không giống với cái bộ giới luật dư. Thầy xin đọc lại cho quý thầy nghe luật pháp của cái bộ bí sô ni tỳ nại gia này thì nó lại khác. Một, không được đi đứng một mình. Nghĩa là đây nó lấy ghép ra cái oai nghi á, nó lấy cái oai nghi ra nó cho rằng ở bên ni á, ở bên mà cái người mà giữ xuất xa đó thì không được đi một mình. Hai là không được qua sông một mình. Ba là không được chạm vào thân người nam. Bốn, không được ở chung với người nam. Năm, không được làm mai mối gả cứ. Sáu, không được che giấu tỳ kheo ni phạm tội. Đó là sáu cái điều mà ở trong cái kinh giới đó nó nêu lên. Nó mình thấy nghe nó có khác, nhưng mà sự thật ra thầy thấy cái điều này nó đâu có cái gì mà quan trọng. Đó là cái oai nghi 100 giới chúng học thì nó đã có ở trong cái tỳ kheo ni, nó đã có rồi. Mà bây giờ sa di mà oai nghi của người sa di thì nó cũng có cái này rồi. Thì lấy thay vì lấy giới của sa di mà làm ra luật pháp này thì nó đã bị nhầm rồi, thầy đã bác rồi. Bây giờ lấy oai nghi của sa di ni mà đem ra làm luật pháp này thì đây là những cái oai nghi, chứ cái gì hồi nãy thầy đọc có oai nghi rồi đó. Thì tất cả những cái này nó thuộc về oai nghi rồi, nó không thuộc về giới nhưng mà nó thuộc về oai nghi. Thì như vậy là cái bổn kinh này, cái bổn kinh giới này lấy thập giới mà nêu lên làm luật pháp, còn cái bổn kinh giới này lại lấy oai nghi của sa di mà làm cái luật pháp. Thì thầy thấy nếu mà chúng ta ngồi chúng ta so sánh, chúng ta thấy thiệt là mấy ông này ông không biết cái chỗ nào ông lựa, ông cứ rút bên này rút bên kia ra cũng lẫn lộn có bao nhiêu đó thôi, cũng nằm ở trong sa di với sa di ni thôi chứ không gì. Không giới luật của sa di ni thì cũng oai nghi của sa di với sa di ni, chứ đâu có gì khác hết. Cho nên những cái mà họ đặt ra thầy thấy nó không hoài thập giới và oai nghi của sa di, mà gọi là thức xa hơn cái người sa di và sa di ni thì nó không có đúng. Lục tỳ pháp. Một, không được cầm vàng bạc thuộc về mình. Hai, không được không được cạo lông mặt lông mày hoặc là chỗ kín đáo. Ba, không được đào đất chỗ ẩm ướt có côn trùng. Bốn, không được cố ý nhổ cỏ chặt cây. Năm, không được tự mình lấy thức ăn phải do người khác đưa. Sáu, không được ăn đồ ăn thừa. Đó là sáu cái tỳ pháp này lại đặt ra ở trên cái phần mà những cái oai nghi của cái vị mà sa di ni, chứ không có cái gì khác hơn hết. Cho nên ở đây chúng ta nghe rồi chúng ta thấy các ngài chỉ đặt giới luật ra nó lòng vòng cũng chẳng qua từ cái giới bổn, cái giới căn bản, rồi qua những cái oai nghi, chứ không có cái mới mẻ mà đặt ra cho nhiều để thành ra những cái bộ kinh giới nó dày cộm mà nó không có nghĩa lý gì sâu sắc hết. Thức xoa được quyền ngủ đồng phòng ba đêm, nghĩa là thức xoa ngủ với người khác đó, ngủ chung với sức thức gia sức gia mani với cái người sa di hoặc là tỳ kheo được đồng phòng,
Mà thử hỏi trong giới luật, Đức Phật đâu có cho Sa Di Ni và Tỳ Kheo Ni mà ngủ chung đồng phòng đâu. Ở đây thì nó cho được quyền ngủ mà 3 đêm. Sa Di Ni cũng chỉ ngủ 3 đêm. Nghĩa là Sa Di Ni thì cũng được ngủ 3 đêm, mà Thức Xoa thì cũng ngủ đồng phòng được 3 đêm. Nghĩa là 3 đêm ngủ chung nhau ở trong phòng được. À, chắc chắn là không có cho ngủ đồng giường nhưng mà ngủ đồng phòng. Tăng có 4 Ba La Di, Tỳ Kheo Ni có 8 Ba La Di. Tức là bên tăng mình có 4 cái giới, là 4 cái giới mà đứt đầu đó, còn Tỳ Kheo Ni thì có 8 cái giới đứt đầu. 4 Ba La Di sao là nghĩa là bên nữ á. 4 Ba La Di sao đó thì cùng với người nam có tâm ô nhiễm bất tịnh đụng chạm nhau ở trong thân, nghĩa là cái người ni, người Tỳ Kheo Ni hay hoặc là cái người mà Sa Di Ni mà có cái sự mà đụng chạm vào cái thân người nam thì đương nhiên là cái tội đứt đầu, cái tội trục xuất đó. Cùng với người nam, hai là cùng với người nam có tâm nhiễm nắm tay, nắm chân vào chỗ khuất, cùng đứng, cùng ngồi, cùng nói chuyện, cùng đi song song, cùng dựa thân vào nhau, cùng hẹn hò. Đó là cái Ba La Di thứ hai của bên nữ, làm những cái chuyện hẹn hò, nắm tay, nắm chân nhau thì đó là phạm vào cái giới dưới dâm hết. Ba, biết Tỳ Kheo Ni có tội trọng mà che giấu, không nói cho người khác biết, nghĩa là thấy cái gì Tỳ Kheo Ni đó nói chuyện với cái người Tỳ Kheo Tăng hoặc là với người cận trụ nam, cận trụ nữ, nói chuyện với nhau một mình mà thấy biết mà mình không nói thì tức là mình cũng biết Tỳ Kheo Ni có tội trọng mà không mà che giấu. Thì cái tội mà che giấu mà về cái vấn đề mà nam nữ thì mình không có nói thì tức là mình phạm vào cái tội, cũng tội Ba La Di đó. 4. Thuận tòng cúng dường Tỳ Kheo bị tăng cử tội mà không nghĩa là cái người mà Tỳ Kheo đó, Tỳ Kheo Tăng đó bị cử tội thì cái người mà Tỳ Kheo Ni đó tìm cách để mà che giấu cái tội của cái vị Tỳ Kheo Tăng đó thì đương nhiên là cái vị Tỳ Kheo Ni đó phạm vào cái tội trục xuất đó. Đó là cái phần thứ tư. Nếu phạm 19 tăng già Bà Thi Sa trở xuống tăng kỳ bạc luật Tỳ Kheo Ni có 19 giới tăng tàng, tứ phần luật chỉ có 17 điều, tất cả làm pháp sám hối độ cắt la. Nghĩa là tất cả những cái tội mà nhẹ thì làm cái tội sám hối, mà tội nặng thì có thể trục xuất, mà trong 4 cái điều này thì coi như là bị trục xuất chứ không thể nào mà tội sám hối được. Nghĩa là thay vì ở trên kia Tỳ Kheo nó có 4 điều kiện trục xuất thì ở đây cộng thêm với 4 điều kiện của Ni nữa là 8 điều kiện mà bên Ni nó phải chịu trục xuất khỏi tăng đoàn. Nếu năm giới ăn phi thời, ăn giặc, thường nhặt vàng bạc và tiền, uống rượu, đeo tràng hoa, tùy theo ngày phạm phải thọ và bắt đầu học lại. Nghĩa là ở đây sau cái năm cái giới của Sa Di, năm cái giới sau của Sa Di đó, mà nếu mà phạm thì bắt đầu họ phải thọ lại, họ phải thọ cái năm giới đó lại, rồi bắt đầu họ phải học lại, và buộc họ phải sám hối, chứ không có cái người mà phá như bây giờ đó, mình ăn phi thờ là bắt buộc họ phải sám hối nè, rồi bắt họ phải thọ cái giới đó lại, chứ không được mà sám hối suông không đâu, mà phải thọ đó lại. Mà họ nhận tiền bạc hoặc cất giữ thì cũng bắt họ thọ lại và bắt họ phải trả lại tiền bạc, hoặc là họ đeo tràng hoa, rồi tùy theo cái chỗ phạm của họ, hoặc là họ xem ca hát, thì tất cả những cái phạm này đều là bắt họ phải thọ cái giới đó lại hết. Thấy họ phạm rồi thì bắt họ thọ ra lại, theo trong cái giới bổn thì nó bắt buộc như vậy, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ thì trong cái vấn đề này chúng ta phải hiểu gì, những năm cái giới của Sa Di sau này là giúp chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp. Không lý bây giờ chúng ta vào tu để chúng ta ly những cái tâm ham muốn chúng ta, để chúng ta được giải thoát, mà bây giờ chúng ta cứ giữ gìn nó như thế này thì chúng ta vô tu làm gì? Cũng như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa mà ăn không được thì thôi, chúng ta vô tu làm gì? Thì thôi chúng ta ra đời đi, sống như mọi người, bởi vì đó là cái pháp, cái giới luật đó để ly dục, ly bất thiện pháp mà. Cho nên chúng ta xét thấy không phải là cần phải thọ lại, mà thọ rồi chúng ta cũng phạm như thường thì thọ làm gì, mà bắt sám hối là làm gì?
sám hối rồi cũng như không thì có sám hối làm gì. Hơn nữa thì càng ngày nó càng phạm những cái sai hơn nữa, là chúng ta lại lén ăn phi thờ. Bởi vì bây giờ người ta bắt được thì mình lại di tế hơn, muốn ăn phi thờ thì mình phải lén ăn như thế nào để cho người ta không thấy, thì do đó càng tội lỗi hơn nữa. Thà là mình thấy mình không sống ly dục được, ly ác pháp được, thì mình nên trở về với chiếc áo cư sĩ của mình, sống với đời sống thiện pháp là tốt hơn. Đừng có theo cái năm cái giới này mà làm cho nó Phật pháp nó suy đồi, và chúng ta cũng không chẳng được giải thoát gì. Cho nên nhìn vào trong cái năm giới của Sa Di á, mà chúng ta thấy á, hầu hết là hiện giờ tu sĩ chúng ta không có giữ tròn được hết. Cho nên theo mà thầy thiết nghĩ thì những người này họ nên ra đời hơn là họ ở trong cái chiếc áo tu sĩ. Bởi vì họ chẳng ly dục được thì làm sao họ có giải thoát, mà cứ ở trong chiếc áo này mà cứ sống trong dục thì ngàn đời họ cũng như vậy thôi. Mang tiếng là tu sĩ chứ họ không có gì khác hơn hết. Cũng y như hoài cái tâm niệm của họ cũng như hoài đời. Pháp sám hối của tội đột kiết la, tội đột kiết la gồm có hai thứ, một là cố ý phạm, hai là vô ý phạm. Pháp sám hối cũng có hai thứ, một là đối trước một vị đại đức mà sám hối, tức là phát lồ ra mà sám hối. Hai là tự hối cách tâm sám hối của mình. Người sám hối phải đầy đủ quay nghi chánh hạnh, hướng về một vị đại đức, một vị thượng tọa, một hòa thượng, quỳ gối chắp tay bạch như vậy. Đại đức ức niệm, con là Sa Di gì đó có phạm tội đột cắt la, nay hướng về đại đức phát lồ sám hối, xin đại đức ức niệm xót thương. Đó là mình phát ra, mình nói những cái lời xin sám hối những cái tội trạng của mình để cho cái người đó nghe. Nghe rồi thì mình cố gắng mình đừng có phạm cái lỗi đó nữa. Đại đức thọ sám hối liền nói: tự trách lấy tâm, tự trách lấy tâm ngươi. Nghĩa là khi mà mình phát lồ ra thì cái người mà nghe cái lời mà xin mà nhận sám hối á, thì cái người đó nói rằng mình phải tự trách lấy tâm mình để cho mình sửa, chứ còn xin sám hối mà rồi mình không tự sửa thì nó cũng không có sám hối, nó không có nghĩa gì. Thì cái người mà sám hối đó thì lại dâng lên: con xin dâng lời. Nghĩa là dâng lời là tức là tự trách mình để cho mình không còn tái phạm nữa. Tự trách sám hối tùy lúc phạm liền hối lỗi. Nghĩa là lúc bây giờ đó mà nó có hai cái phần sám hối. Một cái phần thứ nhất là mình đến với một cái vị thầy, mình trình qua cái tội lỗi của mình rồi mình xin sám hối, thì cái vị thầy đó mình phải tự tâm của mình sám hối, chứ không thể nào mà nói với vị thầy đó mà sám hối hết tội được. Còn cái tự trách sám hối á, thì khi mình làm cái lỗi đó, mình thấy cái đó cái lỗi, cũng như bây giờ mình lỡ mình uống một cái ly nước ngọt phi thờ rồi thì bắt đầu mình có sửa lại cái này thì mình cũng phải sám hối rồi mình sửa, mình thấy đó là xấu hổ. Cho nên mình tự suy nghĩ ở trong đầu của mình, cái việc làm này nó không phải đúng là cái người mà tu sĩ rồi, từ đây về sau ta phải sửa, ta không có phạm nữa, do cái đó là tự sám hối. Còn cái kia là phát lồ sám hối với một vị thầy. Thức Sa Mâu Ni, từ việc phạm luật pháp có cách xử lý riêng, còn ngoài ra phụ các điều khác cũng chỉ có một tội đột cắt la. Phương pháp sám hối đồng với phương pháp Sa Di và Sa Di Ni. Nghĩa là sám hối như hồi nãy thầy nói có hai phần sám hối đó. Thì cái sám hối thứ nhất là mình đến với bậc thầy, mình phát lồ ra sám hối. Cái thứ hai là mình tự trách cái lỗi của mình, rồi mình bỏ, mình không làm nữa, không cần phải phát lồ với ai hết. Đó là cái tự trách sám hối. Về giới bổn Patimokkha, hôm nay thầy muốn như thế này, bởi vì về giới nó cũng rất là nhiều mà cái thời gian chúng ta thì còn quá ít, cho nên thầy muốn đại khái để mà chúng ta không có dài dòng nhiều, để chúng ta hiểu qua cái giới bổn cho nó nhanh chóng, và đồng thời thì cái cần thiết cho cái đời sống tu hành của chúng ta là cái giới hành, mà bước sang qua cái giới hành là rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta còn cái thời gian rất ngắn, cho nên chúng ta dành cái thời gian đó để mà thầy giảng hết cái giới hành, để cho quý thầy khi mà rời khỏi đây, quý thầy nắm được cái giới hành mà về tu tập thì cái điều quan trọng. Còn cái giới bổn nó chẳng qua nó bổ túc thêm những cái oai nghi thế hạnh của cái giới hạnh của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta học để hiểu, và đồng thời chúng ta biết được những cái sai của các kinh giới mà các bậc tôn túc về tổ viết về các bộ kinh giới đều là sai, thì chúng ta biết để mà chúng ta không có nhẩm theo các bộ kinh giới đó, mà chúng ta nên lấy những cái kinh giới mà ở trong kinh điển nguyên thủy của Phật, ở trong kinh A Hàm của Phật, mà làm cái gốc giới để mà chúng ta tu tập, chứ không phải chúng ta lấy cái kinh giới của các ngài mà gọi là giới bổn đó mà làm cái chỗ mà làm thầy chúng ta. Cho nên ở đây cần thiết là chúng ta chỉ hiểu mà thôi,
để biết được cái sai đúng của giới của giới bổn của đạo Phật hiện giờ, là hầu như là các tổ về giới luật đều là viết nó theo cái ý muốn của mình hơn là dựa vào cái ý của Phật mà viết ra. Cho nên do vì vậy đó mà chúng ta hiểu thôi, rồi chúng ta lấy những cái quay nghi chánh hạnh của nó, cái nào đúng để chúng ta bổ túc cho cái phần giới hạnh của chúng ta. Còn về cái phần mà giới hạnh mà chúng ta tu tập á, thì đây là những cái pháp đúng để chúng ta ly dục ly bất thiện pháp, và từng đó chúng ta nhờ cái giới hạnh, cái giới hành đó mà chúng ta thực hiện cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có ly dục ly bất thiện pháp, chúng ta mới nhập thiền, chúng ta mới có trí tuệ siêu việt. Chứ còn không khéo thì chúng ta cứ nhẩm lại ba cái giới này thì nó lại mất thì giờ chúng ta rất nhiều. Cho nên đến đây thầy cũng cô đọng lại, không có nói dài dòng, không có đem những kinh giới ra mà nói nặng nói nhẹ nữa, bởi vì chúng ta đã hiểu nó là sai rồi, thì giờ có nói bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sai, nó đâu có gì ích lợi cho chúng ta nữa mà lại làm mất thì giờ. Vì vậy mà thầy sẽ cố gắng mà cô đọng lại cho nó gọn và để chúng ta hiểu đại khái là đủ rồi. Giới bổn tỳ kheo và tỳ kheo ni, giới là đại giới trọng yếu trong Phật giới, giới hạnh rất phong phú nhất, nhìn từ góc độ trụ thế của Phật pháp, tỳ kheo và tỳ kheo ni giới giải thoát còn ngoài ra giải thoát ngoài ra, thì giới này rất là trọng yếu cho sự trợ giúp về giới hành. Nghĩa là trong cái giới bổn nó trợ giúp cho chúng ta chỉ hiểu nó để mà chúng ta tập luyện những cái quay nghi của chúng ta cho đúng cách, để cho nó giúp cho trợ giúp cho cái giới hành của chúng ta là ly dục ly bất thiện pháp một cách rất là quan trọng trong cái việc mà hành trì giới định tuệ của Phật. Vì thế vì giới này rất trọng yếu và trợ giúp cho giới hành ly dục ly bất thiện pháp rất quan trọng trong việc hành trì giới định tuệ, tức là chúng ta trở về tam vô đạo học đó, thì chúng ta mới thấy cái giới bổn nó chỉ là trợ giúp cho cái giới cái quay nghi của cái giới hạnh, mà nó giúp cho cái giới hành của chúng ta tu tập để chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. Trong Đại Tạng Kinh Hán Tạng dịch có quảng bản đại luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni giới có 4 hoặc là 500 quyển, đó là chưa kể đến phần chú sớ trứ thuật của lịch đại tổ sư về giới. Nghĩa là trong cái tạng kinh giới nó quá nhiều lắm, chứ không có ít, không có thể mà ai mà đọc hết được, vì các ngài đặt ra đủ thứ đủ loại ở trong đó, rồi lặp đi lặp lại trùng hợp với nhau đủ cách ở trong đó. Nó như hồi nãy thầy thấy từ cái giới sa di không, họ đặt ra luật pháp này luật pháp kia, rồi lấy quay nghi cũng đặt ra thế này thế kia để thành ra cái những cái giới bằng cách này bằng cách khác, nó làm tùm lum đủ thứ hết mà không có một cái điểm chính của nó để mà được giải thoát. Xét qua cái bộ lực sư Thánh Nghiêm nói thật tâm mà nói, chính tôi cũng chưa thật xứng đáng là một tỳ kheo của tỳ kheo giới. Thậm chí tôi cũng không phải là một sa di đúng như pháp, tôi chỉ là một ưu bà tắc hiện tướng xuất gia mà thôi. Thì cái giới sư Thánh Nghiêm á, ông khi ông viết đến đây thì ông mới thấy được rõ ràng là chính ông chưa phải là một vị tỳ kheo giới đâu, nghĩa là chưa phải là một tỳ kheo của tỳ kheo giới đâu. Thậm chí ông còn nói rằng ông chưa có phải đúng là một sa di mà như pháp nữa, nghĩa là ông thấy cái cách thức sống ăn ngày 2-3 bữa rồi sống trong cái ngôi nhà sang cả như vậy thì làm sao mà cái giới luật của ông nghiêm chỉnh được. Cho nên ông nói ông chỉ là một ưu bà tắc hiện tướng của xuất gia, nghĩa là mặc y áo của người xuất gia, chứ ông là ưu bà tắc mà thôi. Thiệt ra thầy thấy ông gan, ông cả gan mà dám tự nhận mình như vậy là một cái người cũng phải có cái sự nghiên cứu ở trong kinh sách này. Và chính vì vậy đó mà ông Thánh Nghiêm ông viết cái cuốn mà giới luật cương yếu này, do cái sự nghiên cứu của ông mới viết ra cái cuốn luật này, và đồng thời ông cũng tự phê bình mình một cách rất là xứng đáng, tự nói lên những cái điều mà mình nhận xét qua cái giới luật của mình chưa có xứng đáng là một vị tỳ kheo. Dẫu cho muốn thực hành đúng như luật cũng khó khăn biết bao, vì thế nội dung của thiên này tôi vẫn không cổ động độc giả chưa đầy đủ tỳ kheo và tỳ kheo ni giới đọc, nhưng đương nhiên tôi cũng không kịch liệt phản đối. Nghĩa là cái ông giới sư Thánh Nghiêm này ông cũng không phản đối, mà ông cũng không có khuyến khích chúng ta đọc giới, vì khuyến khích chúng ta đọc giới thì chúng ta thấy những cái tỳ giới, những cái xấu của chúng ta quá đầy đủ, không có chỗ nào mà chúng ta không phạm. Mà ông cũng không phản đối về vấn đề mà mình đọc hay không đọc, ông cũng rộng rãi chỗ đó. Còn các tổ của mình thì cấm đoán thôi, không có cho đọc.
Còn cái ông này khi mà nghiên cứu giới rồi thì ông cảnh đã suy ngẫm được, ông đã thấy được trong cái thời đại chúng ta có những bậc mà giới sư họ cũng đã thấy được cái chỗ sai chỗ đúng. Cho nên sư Thánh Nghiêm ông có cái lời nói thầy thấy rất là chí lý lắm. Ông hiểu mình á, hiểu giới luật được á, nhưng mà ông dám động, coi như ông không dám nói là các tổ sai đâu, không dám nói là các tổ thêm bớt cái gì, không dám nói. Nhưng mà ông nói như vậy chúng ta đã biết ông đã hiểu được tất cả các giới bổn, đúng sai ông đã hiểu hết rồi, nhưng mà ông dám động các tổ. Quyên khởi của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Một, vì sao gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni? Tỳ kheo là dịch âm của Phạn Văn là Bích Xuê. Ý nghĩ chủ yếu của nó là khất sĩ. Trên thì theo Như Lai khất cầu Phật Pháp để dưỡng dục huệ mạng của Pháp Thân, dưới thì hướng về thế gian xin cầu cơm áo để nuôi sống sinh mạng của mình, của sắc thân, vì thế gọi là khất sĩ. Ngoài ra còn các nghĩa vụ bố ma, phá ác, tinh mạng, tịnh trì giới, nhân vì xuất gia học Phật làm tỳ kheo là muốn liễu sanh thoát tử, không còn bị sự khuấy nhiễm và chi phối của ma nghiệp, cùng ma cảnh, ma vương bớt đi ma dân để lợi dụng và chi phối. Cho nên ma cảm thấy sợ hãi, vì thế gọi là bố ma, nghĩa là tỳ kheo đó. Phải hiểu là còn cái danh từ gọi là bố ma, chứ tỳ kheo đó thì gọi là khất sĩ. Là trên thì xin pháp cầu pháp, dưới thì xin cơm để ăn sống để tu hành, gọi là khất sĩ. Nó còn có cái nghĩa khất sĩ, nhưng nó còn có cái nghĩa là bố ma. Bố ma có nghĩa là làm cho tất cả những cái sự sợ hãi của ma chướng ma nghiệp nó không còn quấy động mình nữa, gọi là bố ma. Tỳ kheo tỳ giới, hay phá được phiền não ác nghiệp, ly dục ly ác pháp, vì thế gọi là phá ma. Đó. Thì cái chỗ mà cái vị tỳ kheo đó thì nó còn cái tên gọi là phá ma. Cái tỳ kheo còn cái tên là phá ma. Nếu mình không gọi tỳ kheo thì mình gọi là cái vị tu sĩ phá ma thì nó là cũng tỳ kheo. Hay hoặc là cái vị tỳ kheo bố ma thì đó là hay hoặc là vị tu sĩ bố ma, hay hoặc là vị tu sĩ phá ma. Tỳ kheo không làm các nghề buôn bán trồng trọt thợ thiền mưu sinh mà chỉ thanh tịnh khất thực để tự sống, vì thế gọi là tinh mạng. Tịnh mạng hay là tinh mạng ở trong cái chỗ đó, nếu mà nói gì tỳ kheo thì nói là tịnh mạng, thì thay vì mình gọi là tỳ kheo thì mình gọi cái vị tu sĩ đó là tịnh mạng. Tỳ kheo đem cả hình tướng thọ mạng của mình, của suốt cuộc đời mình mà kiên trì giới luật thanh tịnh, làm gương hạnh buông xả ly dục ly ác pháp, vì thế gọi là tịnh trì giới. Nó còn có cái tên tỳ kheo gọi là tịnh trì giới. Dịch âm còn gọi là bí xô. Dịch cái âm của nó, cái tên mà tỳ kheo đó dịch cái âm nó gọi là bí xô hay là bậc xô. Người xưa dịch âm là bí xô, còn người nay gọi là tỳ kheo. Người ngày xưa đó thì người ta gọi tỳ kheo đó là bí xô, còn bây giờ mình gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo ni là dịch âm của Phạn Văn Bhikshuni. Ý nghĩ của nó cũng tương đồng với tỳ kheo, chỉ dùng chữ ni biểu tượng cho nữ tánh mà thôi. Phật giáo nói ba đời chư Phật đều có bảy hoặc chín chúng đệ tử tăng tục là nam nữ. Tỳ kheo, tỳ kheo ni đứng trong bảy chúng. Đây là hai bậc cốt cán trong đạo Phật. Thời Đức Phật còn tại thế, hoạt động của Phật giáo lấy Đức Phật làm trung tâm. Sau khi Phật diệt độ, thay vì bãi chúng, hoạt động của Phật giáo lấy giới luật làm trung tâm, họ lại lấy những người xuất gia làm trung tâm. Do thế Phật giáo càng lúc càng suy thoái. Người tu sĩ giữ gìn giới luật không còn nghiêm chỉnh, chỉ có người tu mà không có chất lượng tu. Thì bởi vì khi mà Đức Phật còn tại thế thì tất cả các vị tỳ kheo, những người tu sĩ lấy Phật mà làm cái trung tâm của mình. Sau khi mà Phật diệt độ rồi, thay vì Phật di chúc thì lấy giới luật của Phật thì làm trung tâm tu tập của mình. Thì hiện giờ thì người ta không có lấy giới luật của Phật mà làm trung tâm, mà người ta lấy bảy cái chúng này người ta làm trung tâm của người ta tu hành. Cho nên từ cái lấy bảy chúng này, do đó tỳ kheo ni, rồi sa di ni, rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, bảy cái chúng đó mà họ lấy cái bảy chúng đó mà họ làm cái tăng đoàn của họ,
họ lấy chúng tăng đó họ làm cái chỗ trung tâm tu tập của họ,